Rồi. Nếu như anh không về, ngày mai em sẽ tìm anh. Nếu như anh không về, ngày mai anh sẽ kiếm em. Em xin lỗi chị Thanh Thảo. Em thay mặt cho ban biên tập cũng như là MC xin lỗi chị Thanh Thảo rất nhiều. Trời ơi, nghĩ sao mà nếu mà không về, ngày mai em sẽ tìm anh. Mà nếu như em không về, ngày mai anh sẽ tìm em. Nhưng mà thì yêu đương kiểu như là bị ngăn cản thì cũng phải vẫn tìm nhau chứ đâu thế nào mà bỏ luôn được, đúng không? Ý Phi nói vậy. Biết vậy rồi nhưng mà cái loại người ta tình cảm giết như hai hài vậy đó. Đi theo ta khúc, tình yêu như anh không về cứ sẽ thành đạo. Đây là chiếc cao nhất của bạn sẽ bàn yêu anh cao đao. Đây là một tin vui dành cho các fan của sẽ thành đạo đây. Còn bây giờ thì xin mời các bạn đến với ca khúc này. Nhưng như anh không về đây, anh sẽ thôi. Rồi người thứ ba.